Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt rét ký sinh trùng Trung ương vừa tiếp nhận một ca bệnh nhi nhiễm sán dây chuột, sán dây lùn. Đây là loại ký sinh trùng thường lây nhiễm do ăn phải trứng sán dây nhỏ có trong một số loại thực phẩm thường gặp trong gia đình. Bệnh nhi 7 tuổi này nhập viện trong tình trạng kém ăn, rối loạn tiêu hóa không thường xuyên, sút cân. Sau khi điều trị rối loạn tiêu hóa không khỏi, trẻ được đưa đến khám tại bệnh viện Đặng Văn Ngữ. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị nhiễm chứng sán dây nhỏ, sán dây chuột là nguyên nhân gây triệu chứng trên. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân mắc bệnh do nuốt phải chứng sán dây nhỏ có trong ngũ cốc, các loại thực phẩm, nước uống hoặc bàn tay có nhiễm chứng sán hoặc ấu trùng chưa trưởng thành có trong các loại động vật gặm nhấm như chuột, động vật chân đốt như sán hoặc mọt cám có trong ngũ cốc, gạo. Các bác sĩ cho biết, hàng năm bệnh viện tiếp nhận chỉ 1 đến 2 ca bệnh nhân nhiễm sán dây chuột do triệu chứng nhiễm ký sinh trùng này thường bị bỏ qua và dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh khác. Đặc biệt bác sĩ lưu ý, trẻ dưới 15 tuổi thường hay nhiễm ký sinh trùng này. Nếu không được điều trị đúng phác đồ, bệnh sẽ không thể tự khỏi.